bây giờ xua đi. Revenge Suicide nó quá dữ, tên là dữ. Revenge Suicide mày. Ê kia dành cho xua mày. Revenge đúng không? Nó mất Revenge luôn rồi. Mì. Này nó có chim à? Dành nó trơn luôn. Giờ anh em muốn tôi giết nhiều hay là muốn tôi chơi con dữ dữ? Ôi lỡ ở trên này luôn. Con này vừa dữ vừa giết nhiều. Ờ, à, con này gọi là... Con này có biệt danh là chút tệ lô sút. Phép phép liền. Mau lẹ đấy, cái này đem kháng hiệu ứng. Kháng hiệu ứng đấy. Ok, ngon. Đặt cầm mẹ Nico top hả? Chặt mày, anh sẽ chặt mày chết. Gì? Chitana đi top hả? Ui vãi l... Mình đem kháng hiệu ứng hơi nhiều hơn sao không? Không cũng cũng được. Nãy mất con Ire là xong đó, chết quail nó rồi. Mày... Trời ơi, trời ơi, mẹ gì này. Trời ơi, mẹ. Chị ơi là ly mẹ. Ồ, ồ, giờ dễ lên đồ ai trên nữa. Ơ, à, ủa kỳ vậy sao hồi máu? What the fuck? Trời, thập bảy nữa. Thôi xong luôn rồi, giờ quýnh gì nữa, giờ nó có rờ nữa kìa. Ồ, nó farm bằng mình rồi, nó ba mạng luôn. Game sướng vậy. Mày láo không mày? Mày đâu đi bên đâu? Mày hả con? Ngon! Đấy, phải con kia phải chỉ con rừng vậy từ đầu là ngon rồi. Quá dữ! Mẹ đấy! Ngon lành! Trời ơi, gần chết nó, trời ơi, anh sợ. Anh này nó chết rồi, chết này rồi. Ủa, anh này làm gì vậy, anh ơi? Rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Trời, ăn trói, trời. Trời, well. Để anh này, để anh.
Đó, về mẹ rồi, không sao, có tiền lên đâu. Gì ấy, bật cái chiếc bật ấy ấy. Tôi lên mới có rờ, tôi lên mới có rờ. Quá dữ. Mẹ. Tìm nào đó. Mình à, một cách em có thể làm nên mùa xuân được. Quá ghê. Mẹ. Vẫn giữ. Xa nhà tao lớn ơi. Xa nhà, xa nhà. Còn nào nữa? Mẹ giết hết. Ăn đi, ăn đi. Rồi xong rồi, xong rồi, xong rồi. Trời ơi, hút rồi, hút rồi, hút rồi, hút rồi, xong rồi. Hút rồi, xong rồi. Lên luôn, bắn đi. Mọi ăn là ngán à. Ăn là ngán mày. Thấy mẹ rồi. Thấy mẹ này trâu quá. Ôi, 50 giây luôn. Quá lâu trong một tình. Hồi nãy giờ bên kia đâu dám chat đâu. Ờ, nó sợ thua ngược. Giờ mẹ thấy win chat rồi. Tàn ly chó là tự nhiên chết. Ý trời, ông cho win rồi. Mọi sự cố gắng mà nó tan thành mấy khối.